Xin kính chào đến tất cả của chú anh chị và các bạn. Trước mặt chúng ta đây là con đường Hai Bà Trưng. Bên phía bên phải là trường La Santa B ngày xưa và ngày nay là Trần Đại Nghĩa. Phía bên trái là bệnh viện khu bệnh viện Nhi Đồng, bệnh viện RAN ngày xưa. Và trưa hôm nay thì mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi dạo một vòng đường Hai Bà Trưng. Đi ra công trường Mê Linh, rồi vòng qua Bến Bạch Đằng. Trưa nay thì em có hướng đi về quận 7. Sẵn đây mời bà con cô bác chúng ta cùng đi dạo ha. Khi mà trời trưa nắng đi con đường này, ở cái đoạn này thì rất là mát nè, mát mẻ vô cùng luôn. Đó, em thấy phía trước có một vị khách Tây đang đứng chờ xe buýt. Chúng ta tưởng đâu là cái một cái hình mannequin nào đó không nhúc nhích luôn, chắc là người Nga. Thấy vòng vòng ở quận nhất du khách đi vòng vòng rất là vui ha, mặc dù không có đông lắm. Bây giờ cũng có 1 giờ hơn. Trước mặt ta là giao lộ Lý Tự Trọng với lại Hai Bà Trưng. Chỗ này bán nhiều đồ ăn lắm, tập trung các nhân viên văn phòng. Buổi trưa người ta hay ra đây ăn trưa. Đây có nhiều quán cơm ven đường đó. Đây xe trái cây, nước ép. Nhưng mà nhìn trái cây không tươi lắm. Người ta bán chủ yếu là bán buổi trưa thôi. Bên đường bán ven cái hành lang của tòa nhà này, công ty Địa ốc Sài Gòn, công ty cổ phần đầu tư xây dựng kinh doanh nhà. Này công ty cũng lớn mà sao cái mặt tiền nó hơi bừa bộn không ta. Chắc công ty không còn hoạt động. Số 78 Hai Bà Trưng. Chỗ này có một cái nhà cũng khá là cũ, mà bên trong nó không biết như thế nào mà thấy cũng hơi là sụp sệ. Mà buổi chiều thì có nhiều người ta bán đồ ăn vặt á, người ta bán ở đây đông lắm. Phía bên trái nè, đây được xem như là cái hẻm ăn vặt của Sài Gòn á. Rồi nhìn cái mái nhà thì chúng ta thấy cũng rất là xuống cấp rồi ha. Không biết sao mà cái không biết có bị cháy không mà sao cái những cái cây xà gồ nó đang thui hết trơn à. Không hiểu, mái ngói đã tróc hết trơn à. Ở trong thì người ta bán đồ ăn cũng nhiều, nhưng mà cảm thấy không có được sáng sủa cho lắm, không hiểu vì sao. Rồi chúng ta đi tiếp ha. Ở đây gần với khách sạn Park Hyatt, ngay chỗ công trường Lam Sơn, công viên Lam Sơn. Đây là giao lộ Lê Thánh Tôn với Hai Bà Trưng. Đây có quán Dốc Sương Mù bán các món lẩu. Bên phải là khu khách sạn nè, khách sạn rất là lớn ha, khách sạn mát mẻ vô cùng. Đúng là người ta thiết kế cái khách sạn 5 sao nó làm cho mọi người khi mà mình vô mình ở mình cảm thấy nó thoải mái vô cùng luôn á. Ngay đây là khu công viên Lam Sơn nè. Ở đây mình quẹo phải chạy vòng đây đi.
Park Hyatt là tập đoàn kinh doanh khách sạn có tiếng ha. Chạy một vòng nhà hát thành phố nè. Giờ này là giờ nghỉ trưa ha. Nên đa số các nhân viên công sở giờ này giờ đi ăn, còn mấy anh tài xế thì nghỉ trưa, ngủ trên xe, có người thì chờ khách. Có người thì giờ đang ngồi uống cà phê, chờ 1:30, 2 giờ vô làm tiếp. Ở đây là con đường Đồng Khởi, cũng là con đường tự do ngày xưa. Khi Vinh Lâm TV đi con đường này, đặt cái tiêu đề là đường tự do hoặc là đường Đồng Khởi thì nó cũng có hai cái hướng, hai chiều, hai trường phái bình luận. Thôi thì cứ thoải mái đi ha, căng thẳng quá làm gì. Tên đường thì có xưa mới có nay. Nội dung chủ yếu xoay quanh những cái gì đó nó mang cái tính chất hoài niệm với lại cập nhật hình ảnh đường phố ở Sài Gòn, cũng không có gì quan trọng lắm trong cái việc tên đường. Suy nghĩ sâu xa quá. Những cái gì Vinh Lâm TV quay thì đa phần mình giống như là lưu giữ những hình ảnh hiện tại để sau này khi mà có dịp thì chúng ta xem lại cho nó vui, để biết được ngày xưa, với lại nó cái gì đó nó cũng liên quan tới cái ký ức, một phần ký ức của Vinh Lâm TV thời điểm xưa nào đó. Ở đây chúng ta quẹo phải con đường Hai Bà Trưng. Hướng này là ra công trường Mê Linh. Ở đây rất là nhiều nhà cho thuê nha. Con đường Hai Bà Trưng đã lâu lắm rồi vẫn chưa có hồi phục những cái mặt tiền như thế này. Rất nhiều người ta trả mặt bằng là không có thuê, và những dự án đắp mền cho tới nay vẫn chưa có đồng tỉnh. Như dự án phía bên trái nè, số 2 thi sách thì phải. Rất là nhiều những mặt bằng bên tay phải và bên tay trái của con đường Hai Bà Trưng ở đoạn quận 1 này, nó vẫn trơ trọi với những cái số điện thoại dán đầy phía trước nhà. Đây là công trường Mê Linh. Hướng này là cái hướng ra sông Sài Gòn nè, bến Bạch Đằng. Hôm nay bầu trời rất là trong xanh ha. Chúng ta nhìn xe cộ qua lại tấp nập. Nhưng mà tới giờ cao điểm thì nó sẽ còn tấp nập hơn nữa. Ở chính giữa là tượng đài ông Trần Hưng Đạo, Đức Thánh Trần Hưng Đạo, chỉ về hướng sông Sài Gòn. Ngày xưa cũng có một cái câu chuyện cũng lùm xùm xung quanh cái lưu hương của Đức Thánh, cũng không hiểu lý do vì sao. Ở cái thời của Vinh Lâm TV thì không có nhiều những thông tin của ngày xưa, chỉ nghe nói thôi. Nghe nói nhiều khi cũng không biết đó đúng hay sai. Bên phải là khách sạn Renai Renaissance.
khách sạn 5 sao, có cái góc nhìn nhìn ra sông Sài Gòn với lại bến Bạch Đằng. Đó, ngay đây là khách sạn 4 sao Lavati. Đây để mình nhìn thấy hình ảnh của công viên nè, công viên phía bên trái. Ồ, nắng rất là dữ. Sau này người ta mới trồng thêm mấy cái cây dọc theo con đường Tô Đức Thắng nè, chứ mấy bữa là không có cây nào luôn á. Nhìn thấy nó đỡ xíu. Thôi nhìn thấy hình ảnh nó trơ trọi, rất là nắng. Ở Sài Gòn thì có bữa thì mưa rần rần, những cơn mưa ầm ầm, những cơn mưa có bữa thì chói chang, có lúc đang mưa bỗng nhiên, có lúc đang nắng bỗng nhiên mưa, có lúc vừa mưa vừa nắng luôn. Ở đây là ngã ba Nguyễn Huệ, Nguyễn Huệ với lại Tôn Đức Thắng. Đi thẳng là qua cầu cầu Khánh Hội, cũng như là cây cầu quay ngày xưa nè. Bây giờ em có hướng đi vào quận 7, sẵn đây đi qua cây cầu Khánh Hội này luôn. Đi ngang quận 4 một đoạn, chia sẻ anh chị và các bạn. Những ai có quê hương quận 4 thì cùng nhìn lại ha. Phải là ngã ba đường Hàm Nghi. Đôi khi cuộc sống bon chen, áp lực, căng thẳng, muốn tìm cái gì đó nó yên bình. Với những cái video clip của Vinh Lâm TV thì có nhiều cô chú anh chị nói là nhìn khung cảnh thật là bình yên, với lại kiểu nó không có gì, nội dung nó cũng không có gì gây căng thẳng, nên thật ra xem nó cũng đỡ áp lực. Có nội dung, những nội dung mà khi mà mình xem mình cảm thấy căng thẳng lắm, ức chế lắm, bực bội, phải viết lên một cái comment gì đó nó tiêu cực một cái. Nhưng mà Vinh Lâm TV thì rất là may mắn được rất nhiều cô chú anh chị ủng hộ với những cái lời bình luận nó rất là chân tình, với thiệt tình, nên thành ra đó là điều hạnh phúc. Nhân đây cũng xin cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị đã luôn quan tâm theo dõi. Mặc dù cái lượt theo dõi với lại lượt xem nó không có nhiều, nhưng mà Vinh Lâm TV cảm nhận được cái tình cảm của cô chú anh chị rất là nhiều ha. Có anh chị khi mà về đến Việt Nam, về Sài Gòn thì cũng có liên lạc, cũng rất là quý. Vinh Lâm TV xin ghi nhận tình cảm của cô chú anh chị. Những cái bình luận, những cái yêu cầu của anh chị, những cái tin nhắn nó như là cái động lực của Vinh Lâm TV tiếp tục những cái clip tiếp theo để gửi bà con cô bác. Nếu trong quá trình thực hiện video clip mà nó có gì đó nó thiếu sót hay nó sai sót thì mong bà con cô bác thông cảm ha, chỉ dẫn giùm, nội dung nó sẽ càng ngày hoàn thiện, càng nhiều người theo dõi thì đó chính là cái công đóng góp rất lớn ở tất cả cô chú anh chị yêu quý Vinh Lâm TV. Trời trưa nắng nhộn nhộn, ven đường người ta bán nước quá trời luôn nè, trà tắc cam bắc.
bán nước dễ sống, không cần phải vốn nhiều. Giống như bạn đồng nhỏ kêu nị bữa nào thì bán nước đi, làm nghề bán trà đá hay là gì đó, bán nước ngọt. Tại vì khi mà đồng xin cái gì đó, nị nói để chờ đến lương cái đã, để chờ có lương mới có tiền. Ý của bạn đồng nhỏ là buôn bán có tiền mỗi ngày mà không cần phải kiểu ngày nào cũng đi làm sáng tới tối. Bán buôn thì bán buổi sáng hay buổi chiều thôi cho nó không thả, mà có tiền mỗi ngày nữa. Nhưng mà xin tiền mua đồ chơi gì thì lúc nào cũng có đó, nên thật ra ý của đồng nhỏ là vậy. Tới đây là đường Tôn Đản, ngã ba Tôn Đản. Con đường này là trùm cả xe. Hôm nay thấy ở quận 4 cũng rất là ít những cái gian hàng bán bánh trung thu ha, chỉ có ở quận 5 thôi. Quận 7 thì có vài gian hàng ở khu chợ Tân Kiển, còn lại là không có thấy luôn á. Tới đây là bên trái là nhà máy đường Khánh Hội, phía bên phải là trường Vân Đồn. Giờ này đi đường này thì cũng đỡ, do phía bên phải có dãy nhà đó, người ta che mát. Ở đây cũng có hàng cây cũng đỡ ha. Ở đây gần với trường Nguyễn Trãi nè, rồi trường Đại học Luật nè, trường Nguyễn Tất Thành. Cũng mấy trường đại học ở đây á. Nãy chạy ngang cái xe bán nước dừa mà chạy lố, giờ đi khát nước quá mà chưa thấy xe nước nào ưng ý. Đây là ngã ba Xóm Chiếu, bên phải có trường Nguyễn Trãi. Giờ này cũng giờ học sinh vô học hết rồi hả? Giờ cũng mọc mấy à. Bạn đồng nhỏ cũng học một ngày hai buổi, buổi sáng với buổi chiều, sáng tới 7:30 cho tới 10:30. Buổi chiều 1:30 cho tới 4:30. Trời nắng kinh hồn. Sau này con đường Nguyễn Tất Thành này chúng ta sẽ có cái khung cảnh rất là khác, tại vì phía bên trái là cái cảng Sài Gòn, cảng Bến Nghé, cảng Khánh Hội sẽ dời đi nơi khác rồi. Đó, nên thành ra bây giờ là nhìn cái khung cảnh nó cũng khác ha, nó hơi tàn tàn.
và thôi chắc cái video clip ngày hôm nay đi dạo một vòng chia sẻ anh chị và bạn, video clip đến đây xin tạm dừng. Rất cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, đồng hành cùng với Nam TV. Nhân đây em xin kính chúc tất cả các quý anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, nhiều may mắn trong cuộc sống. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.